Sáng ngày 17 tháng 1, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Núi Sam tổ chức lễ trao quyết định điều động luân chuyển 12 cán bộ thuộc Ban Thường vụ quản lý đến dự của đồng chí Quỳnh Ngọc Trư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Núi Sam. Tại buổi lễ, ban tổ chức Đảng ủy phường thông qua các quyết định điều động, phân công cán bộ trong năm 2022 với các chức danh như Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, cán bộ giao thông thủy lợi, Bí thư chi bộ trưởng khóm Vĩnh Tây 1, Bí thư chi bộ trưởng khóm Vĩnh Tây 3, Bí thư chi bộ trưởng khóm Vĩnh Phước 1, các phó khóm Vĩnh Tây 1, Vĩnh Xuyên, Vĩnh Đông và trưởng ban công tác mặt trận các khóm Vĩnh Phước, Vĩnh Đông và Vĩnh Đông 1. Phát biểu tại lễ trao quyết định, đồng chí Quỳnh Ngọc Trư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm, qua đó mong muốn các đồng chí được điều động phân công trên cương vị mới, tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy năng lực kinh nghiệm, cùng tập thể đơn vị mới đoàn kết một lòng, nỗ lực không ngừng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.